Nắng nóng kéo dài dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày. Đối với các hộ gia đình, việc sử dụng liên tục gây giảm hiệu suất của các thiết bị điện, nhất là các thiết bị làm mát. Điều này dẫn tới nguy cơ gây quá tải, nhảy automat, tiềm ẩn khả năng cháy nổ tăng cao. Mùa cao điểm này ấy, phải sản xuất làm sao cho nó hợp lý. Thứ nhất là sản xuất những cái nào mà tiêu thụ điện năng nhiều thì ta sản xuất vào những cái giờ không phải giờ cao điểm. Thứ hai là bố trí những máy móc thiết bị hiện đại tiêu thụ và năng lượng điện ít, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa những cái vị trí mà hư hỏng và hướng dẫn cho công nhân trong xưởng là vận hành hợp lý. Trước khi mà bước vào mùa nắng nóng thì công ty cũng đã triển khai cái chương trình khảo sát tư vấn tại các hộ gia đình và các cơ sở xí nghiệp mà có cái nguy cơ cháy nổ cao, trong đó có cả những khu nhà trọ nữa. Thì qua cái công tác mà khảo sát cái hệ thống của nhân dân thì anh em ngành điện sẽ tư vấn cho bà con về cái hệ thống của mình nó có đảm bảo an toàn hay không, và từ đó là bà con có cái hướng khắc phục. Còn cái trường hợp nếu như những cái hộ gia đình mà khó khăn, mà những cái gia đình chính sách thì ngành điện sẽ sửa chữa khắc phục cho bà con. Để đảm bảo an toàn cung cấp điện, ngành điện thành phố đã lập phương án cấp điện, trực vận hành tăng cường, chuẩn bị nguồn vật tư, thiết bị dự phòng, đồng thời nâng công suất và hoán đảo công suất cho hàng chục trạm biến áp có nguy cơ đầy tải, thay thế những đường dây không đáp ứng được nhu cầu tải điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện hiện nay. Tập trung vào những công tác như là ứng dụng những công nghệ sửa chữa điện nóng, không mất điện, sử dụng máy phát điện dự phòng, ứng dụng hiệu quả cái hệ thống tự động hóa đã triển khai cho 100% lưới điện, hệ thống công tơ đo xa để biết được những cái khu vực nào có cái khả năng tăng trưởng phụ tải mạnh để lập tức tăng cường công suất, không để thiếu điện. Cùng với ngành điện, việc có ý thức trong sử dụng thiết bị điện tiết kiệm của mỗi người dân cũng rất quan trọng để góp phần giúp giảm tải áp lực điện tiêu thụ. Tắt các bóng đèn khi không cần sử dụng các thiết bị có nhãn dán tiết kiệm năng lượng là những hành động thiết thực, không chỉ tiết kiệm cho chính mỗi hộ dân mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho gia đình, xã hội.